chơi nè. Chúng cháu yêu mến trường mầm non. Kính thưa quý phụ huynh và các bé trường mầm non Phú Cò thân mến, trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các con không được đến trường trong một khoảng thời gian tương đối dài đúng không nào? Các cô giáo rất nhớ các bạn, mong muốn được gặp lại các bạn và đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để chào đón các bạn quay trở lại trường học rồi đấy. Việc các con được quay trở lại trường học sẽ giúp các con được tiếp thu kiến thức, kỹ năng, thoải mái tinh thần và đáp ứng với điều kiện bình thường mới. Không chỉ riêng các cô trong nhà trường mà cô hy vọng rằng các bậc phụ huynh và những người thân trong gia đình hãy giúp các con chuẩn bị chu đáo để các con tự tin khi trở lại trường trong mùa dịch nhé. Thứ nhất, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị tâm lý cho trẻ. Do thời gian trẻ nghỉ kéo dài có thể sẽ khiến trẻ mất tập trung. Bố mẹ hãy thường xuyên trò chuyện với con, giúp con tìm lại sự thích thú, hào hứng từ những câu chuyện vui ở trường học và những kỹ năng và cả những người bạn thân thiết của con ở lớp nhé. Thứ hai, hãy trang bị những kỹ năng cần thiết cho trẻ.
bố mẹ hãy hướng dẫn con thực hiện công thông điệp 5K của Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập cho trẻ thói quen đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên đường đến trường và những nơi tập trung đông người. Hay đơn giản là việc rửa tay sạch sẽ sau khi ăn, sau khi chơi đồ chơi, sau khi ho hắt hơi hay đi vệ sinh về hoặc bất cứ khi nào tay bẩn bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn nhé. Thứ ba, tăng cường sức đề kháng cho trẻ, không chỉ dạy trẻ những kiến thức, kỹ năng và thói quen lành mạnh. Gia đình cần đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ thật tốt, thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối và hạn chế tiếp xúc với các động vật hoang dã. Thứ tư, hãy kết nối với nhà trường để trẻ đi học trở lại một cách tốt nhất. Để trẻ bước vào một năm học mới an toàn và khỏe mạnh, các bậc phụ huynh hãy thường xuyên kết nối với nhà trường, với giáo viên để có những thông tin chính xác và kịp thời nhất. Thứ năm, các bậc phụ huynh hãy trở thành bố mẹ thông thái để có con khỏe mạnh. Hãy luôn quan tâm đến trẻ để có những phương pháp hỗ trợ trẻ kịp thời và đúng cách. Hãy trở thành những người bạn thân thiết của con, học cùng con, chơi cùng con và giúp con quay trở lại trường lớp sau dịch bệnh một cách thoải mái, an toàn và khỏe mạnh. Kính thưa các bậc phụ huynh và các bé trường mầm non Phố Cỏ thân mến, đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 cũng như các điều kiện về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của trường mầm non Phố Cỏ đã hoàn tất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức ngày hội đến trường của bé năm học 2021-2022 và đón trẻ đi học trở lại. Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các cô giáo và các bé của trường mầm non Phố Cò theo dõi việc tổ chức ngày hội đến trường của bé vào 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021 được phát trực tiếp trên trang fanpage của trường mầm non Phố Cò và cũng sẽ được ghi hình lại để gửi cho các bậc phụ huynh trên Zalo của các nhóm lớp và website của đơn vị. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các con cùng theo dõi để động viên cô và trò nhà trường tự tin bước vào một năm học mới dù còn nhiều khó khăn vất vả do dịch bệnh nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều những thành công. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.